Rồi, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Hôm nay tiếp tục em sẽ giới thiệu tới toàn thể quý anh chị và các bạn một căn nhà được thiết kế theo hơi hướng tân cổ điển nha. Căn nhà này được thiết kế khá là đẹp nha quý anh chị, một trệt và hai lầu. Đây là mặt dựng bên ngoài của căn nhà nha quý anh chị. Căn nhà này có vị trí tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nằm trong khu dự án Phú Hồng Khang của chủ đầu tư Phú Hồng Thịnh nha quý anh chị. Đây căn nhà để tới anh chị là căn này. Rồi để em sẽ quay phía trước con đường này cho quý anh chị xem ha. Con đường này nó có lộ giới 13m nha quý anh chị, bao gồm cả vỉa hè. Khu này rất là đẹp, đa số nhà ở đây xây dựng một trệt hai lầu. Đây nhiều quý anh chị đang nhìn thấy đấy ha. Hướng này nè quý anh chị. Hướng này là mình đi ra đường DT743. Từ đây mình di chuyển ra đó khoảng tầm hơn 50m một xíu thôi, tầm 60m thôi. Rất là gần nha anh chị. Và nó cũng gần với cái chợ Phú Phong. Cách chợ Phú Phong chắc khoảng tầm 150m nha quý anh chị. Một vị trí khá là đẹp ha. Đây là khu dự án Phú Hồng Khang của chủ đầu tư Phú Hồng Thịnh tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khu này thì nó có 7 hecta nha quý anh chị, quy mô là 7 hecta. Rồi con đường này là đường thông nha quý anh chị. Con đường phía trước nhà mình này, hướng này là thông đường DT743 này. Và cái hướng bên này nè quý anh chị, hướng bên này thì thông với đường Bình Chuẩn 36. Đường Bình Chuẩn 36 ha, nên là vị trí căn nhà của mình rất là đẹp. Đường thông hai đầu. Mình đây, đường này ra đường Bình Chuẩn 6 này quý anh chị. Đấy, một vị trí khá là đẹp. Đường này thì mình có thể kinh doanh và ở cũng đều ok nha quý anh chị. Tại vì nó là đường. Một vị trí nhà cũng khá là đẹp. Tổng diện tích đất của cái căn nhà này là 62m² nha quý anh chị. Thổ cư 100%. Bề ngang 4m và chiều dài là 15,5m nha quý anh chị. Ở trong đây là ngang 4 hết nha. Rồi nhà thiết kế một trệt và hai lầu. Một trệt hai lầu nha quý anh chị. Ở trên có cái sân thượng nha quý anh chị. Nhà một trệt hai lầu và sân thượng. Ở phía trước nhà mình có cái cây ha, rất là mát. Đây là quý anh chị. Cây này là cây bàng Đài Loan. Phía trước nhà luôn nha quý anh chị. Nên nhà rất là mát. Về phong thủy căn nhà này nó có hướng nam quý anh chị ạ. Nên nó cũng rất là mát nha. Hướng nam rất là mát, sẽ phù hợp với quý anh chị nào có cung mệnh là đồng tứ trạch ạ. Rồi, bây giờ em sẽ di chuyển vào bên trong căn nhà để em quay chi tiết hơn từng cái phòng ngủ và phòng khách, phòng ăn các kiểu để cho quý anh chị xem và cảm nhận cái phòng căn nhà này nha. Nhà này có vỉa hè 3m này anh chị. Rồi, cửa của căn nhà này được sử dụng là nhôm kính sinh pha nha quý anh chị. Đây, nhôm kính sinh pha, kính cường lực. Ở mặt ngoài thì gia chủ ốp đá lên trên cao ha, trên trần luôn, khá là đẹp. Ở dưới này thì gồm một phòng khách nha quý anh chị, một phòng khách, một nhà ăn và một nhà vệ sinh. Phòng khách này cũng khá là rộng nha anh chị. Được lát gạch khổ 80, gạch bóng kiếng, rất là sáng. Và hai bên tường thì cũng được ốp gạch âm trong tường lên khoảng tầm 1m nha quý anh chị. Nên là nhìn căn nhà rất là sạch sẽ ha. Trần của không gian phòng khách này anh chị, điểm nhấn là có cái đèn chùm này ha. Và cái quạt trần, nhà được ở trên này thì được làm trần thạch cao kiểu vuông. Và có các cái chỉ màu vàng, rất là nổi, rất là đẹp ha. Rồi ở bên tường này thì đang để trống nha quý anh chị. Mình có thể về dán thêm tranh cái mảnh thì tùy. Còn bên này thì cũng có một cái khung tranh nha quý anh chị. Khung tranh và có khung tranh là bằng gỗ ha, được dán tranh mã đáo thành công, rất là đẹp. Căn nhà này chủ yếu được sử dụng cửa thì chủ yếu là cửa nhôm kính sinh pha, kính cường lực nha quý anh chị. Còn cầu thang và tủ bếp thì được sử dụng bằng gỗ nha quý anh chị, gỗ tự nhiên. Đây em sẽ di chuyển và em quay cho quý anh chị xem. Ở dưới này gồm một phòng khách, một nhà ăn và một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đây quý anh chị, nhà vệ sinh để ở phía dưới cầu thang ha. Có labo rửa tay để bên ngoài và gương soi. Ở bên trong thì có bồn cầu và vòi hoa sen. Nhà vệ sinh cũng được ốp gạch lên cao ha, rất là sạch sẽ. Còn chỗ này là cái không gian bếp của căn nhà mình được sử dụng bằng gỗ tự nhiên nha quý anh chị, nhìn rất là đẹp ha.
tủ bếp và kệ bếp đầy đủ. Ở trên sàn thì được sử dụng các cái đèn LED, các cái dải LED màu xanh rất là nổi bật. Ở phía sau này là quý anh chị, ở phía sau căn nhà này mình sẽ có một cái sân sau. Đây, em sẽ di chuyển ra cho quý anh chị xem. Cái sân sau này cũng giống như cái lối thoát hiểm của căn nhà nha anh chị. Cái này nó rộng 1 mét. Đây, sân sau này quý anh chị. Sân sau này 1 mét, mình có thể về mình có thể dựng khung sắt lên để mình làm cái sân phơi ở phía sau cũng được nha quý anh chị ha. Cũng rất là ok. Tổng diện tích đất của căn nhà này là 62 m², thổ cư 100%. Ngang 4 và dài 15,5 m nha quý anh chị. Đây, em sẽ quay lại cái không gian phòng khách cho anh chị cảm nhận ha. Phòng khách này cũng khá là dài. Chỗ này mình để ô tô cũng được nha quý anh chị. Bộ bàn ghế này thì không có bán kèm theo nhà đâu nha quý anh chị. Đây, gia chủ mình để đây để cho khách hàng mình ngồi và cảm nhận thôi. Còn căn nhà này chủ yếu là bán nhà hoàn thiện và nội thất cơ bản thôi nha quý anh chị. Đấy. Rồi bây giờ thì mời toàn thể quý anh chị cùng theo chân Hải để mình cùng lên trên lầu để xem các cái phòng ngủ ha. Nhà này được sử dụng tay vịn bằng gỗ này anh chị và kính cường lực. Kính rất là sáng, nhìn trong suốt nên là nhìn được thông thoáng ha. Căn nhà được sử dụng bậc cầu thang màu đen, cổ trắng. Lầu 1 này thì thiết kế là gồm 3 phòng ngủ nha quý anh chị. Hai phòng phía trước và một phòng ở phía sau. Nhà vệ sinh thì để ở ngoài. Đây nhà vệ sinh nha anh chị. Ở trên này có một nhà vệ sinh gồm có labo, bồn cầu và cái sen vòi hoa sen để tắm, chế độ massage đấy quý anh chị, gương soi đầy đủ. Rồi mình sẽ xem phòng ngủ thứ nhất nha anh chị. Tất cả các phòng ngủ đều đi sẵn dây đồng và dây điện để lắp máy lạnh nha quý anh chị. Về mình chỉ việc mua máy lạnh và lắp nó thôi. Còn đây là phòng ngủ phía trước này anh chị, phòng này rất là rộng. Đấy. Phòng này thì nó sáng hơn mấy phòng kia, lấy sáng được từ ngoài cái ban công nha quý anh chị. Rồi em sẽ quay cái phòng ngủ ở phía trong rồi mời anh chị mình cùng lên lầu ha. Trên lầu 1 này gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng ngủ phía trước và 1 phòng ngủ phía sau. Đây, phòng này là lớn nhất này anh chị này, phòng này cực kỳ lớn. Đấy, phòng này thì dành cho hai vợ chồng ha, còn hai phòng kia thì dành cho các em, các bé. Rồi có một cái cửa sổ lấy sáng luôn ha, nên là rất là sáng. Rồi mời toàn thể quý anh chị mình cùng theo chân Hoàng Hải để mình cùng lên trên lầu 2. Căn nhà này ở trên lầu 2 thì có một phòng thờ, một phòng ngủ và một sân phơi ở phía sau. Có lối lên sân thượng nha quý anh chị. Có lối lên sân thượng ha. Nhà thiết kế có sân thượng. Rồi. Phía trước này tiếp tục của mình là một phòng ngủ lớn và một phòng thờ. Đây là phòng ngủ đấy anh chị, phòng thờ phía trước. Rồi, phòng này cũng khá là lớn nha anh chị. Tất cả các phòng ngủ đều đi dây điện, máy lạnh và ống đồng sẵn rồi. Còn phía trước này phòng thờ, nhưng mà nếu mà mình không sử dụng làm phòng thờ thì có thể làm phòng ngủ hoặc làm kho nha anh chị. Đây, phòng này cũng rất là thoáng, nó giống như cái phòng ở phía dưới anh chị ạ. Rồi, ở sau này này anh chị, sau này là một cái sân phơi đồ áo, sân giặt đồ áo ha, ở phía sau. Còn chỗ này là cái giếng trời để lấy sáng và lấy gió cho cả căn nhà này anh chị. Giếng trời này đâm thẳng xuống chỗ cầu thang nha anh chị. Đấy, ánh sáng tự nhiên và gió tự nhiên. Trên này có một nhà vệ sinh cũng để ở ngoài nha anh chị. Rồi, đây nhà vệ sinh của mình. Đây là cái sân sau, cũng là cái sân phơi đồ áo này anh chị. Và có cái lối lên để lên sân thượng. Đấy, có cầu thang lối lên sân thượng. Ở sau này gia chủ cũng đổ bê tông hết rồi nha quý anh chị. Và có dựng khung sắt này, khá là an toàn, rất là an toàn. Đấy, rất là đẹp nha anh chị. Rồi. Và bây giờ thì tới mức giá của căn nhà này. Hiện tại căn nhà này vừa mới được xây dựng xong, mới hoàn toàn nha quý anh chị.
và mức giá đang chào bán là 3 tỷ 250 triệu đường thông, và mức giá này còn thương lượng chính chủ nha quý anh chị. Và điều đặc biệt của căn nhà này là đường thông hai đầu nằm trong khu dân cư Phú Hồng Khang của chủ đầu tư Phú Hồng Thịnh tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nó rất là gần với đường DT743, chỉ tầm khoảng 60m ạ. Và cách chợ Phú Phong khoảng tầm 150m nha quý anh chị. Đây cũng là một mức giá tốt ở trong cái khu vực này. Đường này thông ra DT743. Rồi, nếu toàn thể quý anh chị quan tâm tới sản phẩm căn nhà này hoặc những căn nhà trong khu vực này thì vui lòng để lại thông tin, hoặc có thể liên hệ trực tiếp cho bên em để mình cùng khảo sát căn nhà này và xem sổ sách giấy tờ pháp lý. Ở căn nhà này thì có sổ sẵn rồi, mình có thể công chứng và chuyển nhượng ngay trong ngày nha quý anh chị, và có hỗ trợ ngân hàng đầy đủ cho quý anh chị nếu như mình có nhu cầu. Một lần nữa thì cũng mong toàn thể quý anh chị và các bạn sẽ đăng ký kênh Hoàng Hải Bất Động Sản để cập nhật những cái sản phẩm tiếp theo của bên em. Bên em chuyên mua bán ký gửi bất động sản tại khu vực thành phố Thuận An và thành phố Di An của tỉnh Bình Dương. Em xin chào.